Xin chào các bác nhé. Hà Nội mấy hôm nay mưa bão, mưa liên miên ấy. Vừa nãy vừa mưa to đấy, đưa lại tạnh rồi. Đấy, cây cối chả phải tưới tiếp gì đâu. Từ vì hôm trước cắt đây, trước cái lúc em quay nó nắng ấy, nó vàng hết lá, bây giờ cắt này. Từng vi nó dễ lắm nhưng mà nó cũng dễ héo lá. Đấy bây giờ ra lộc rồi, mấy cái đây mấy hôm nhanh lắm, từng vi nhanh lắm, để cho bo sẹo nhanh lắm. Đây mưa phát này, ẩm, có cái hoa ưu đàn nó lên này. Hoa ưu đàn nếu vui thì các bác cái nấm mà nấm thì từng vi khá là hay đấy. Đấy vi hôm trước tôi vít cái tay này xuống có cái từng vi rất hay. Đấy. Đấy thì hôm nay làm cái có cây xanh này làm được rồi này, rậm rạp. Cái này bắt đầu quen ở trên môi trường trên mái này. Cái lúc mà làm được cái mái này thì nó lại trời lại mát các bạn, thế mới dở hơi. Chính ra thì cứ mặc kệ không cần làm thì chả sao. Đây cây này nữa, cây lọc và chắc là gọt dây để chỉnh cái tay này nó lái theo cái ý của mình một chút. Đấy là cây này, cái cây này chắc làm trước, cây này đặt lên kệ làm trước luôn. Cây này khá hay nhưng mà nhiều người không nhìn thấy rõ nhưng mà không biết cây này rất là hay. Tí nữa tôi làm vì sao hay thì các bác xem nhé. Tất nhiên là tôi thì không có những cây nhiều tiền nhưng mà những cây nó xinh xinh và nó nuôi được, có tương lai mà nó cũng đỡ chán thì là có. Chứ cây đẹp thì cây tiền trăm thì ai chả thích đúng không bác? Rồi bây giờ làm cây này bác nhá, cây này trước, cây kia làm sao? Thực tế là những cây này mà cho lên cái chậu tàu cho tiếp đẹp thì nhìn thích lắm, mỗi tội mình đôn chậu kém, phải nói là không có, không nói đến chuyện kém. Đấy các bạn, nhiều cây nó bình thường em cho những cái chậu đẹp nhìn nó khác, bảy trí nữa. Thôi thì mình là người làm cây chứ cũng chưa có điều kiện mà chơi mãnh liệt, cứ dần dần các bạn, có cây là được rồi.
Đấy, bọc sơ sơ cho nó rõ ràng rồi. Bây giờ đi dây chỉnh lại đấy. Cái này định hướng thôi chứ không không phải là vào dây để làm luôn được đâu.
Rồi, ok các bạn, nhìn thấy ổn rồi. Cái này chỉ định hướng thôi nhé. Khoảng độ hơn một tuần sau là nó bắt đầu ăn rồi, vì tay kia nó rất là non mà nó phát triển nhanh. Nên là phải gỡ đấy các bạn, để ý đấy, dây này hơi to. Đấy, các bạn, còn đang nuôi mà. Vẫn có thể sau này có thể điều chỉnh nhiều, nhưng mà cơ bản sẽ như thế để đối trọng với bên này thì ổn. Đấy các bạn, vừa đục tí chỗ này cho dễ nhìn thôi, chứ thực tế là sau còn vét này. Nhét thêm nữa rồi. Bây giờ thì tạm thời để vậy đã. Từ trên xuống mà nhá. Đây, cái tay này đã cắt chuyển rất nhiều lần. Một phát đây nhá. Phát đây. Phát đây, cứ lục cục để cắt phát.
chỗ này là nó bị chậm mất, đợt nó lên nó bị chột chậm đấy chỗ này, nhưng không vấn đề gì cả. Đây, cái tay này nó xuống đi đã, xuống một chút đấy. Đấy, bên này khi nó lớn rất nhanh thôi, nó đã thoát được kéo xác được rồi là rất là nhanh thôi. Đấy, cây xanh quê khá là hay nhưng mà không nhiều người biết đến vì nó nhỏ, lúc mà quay thì nó lại khó nhìn. Bệ đế con này tốt lắm, dế ổn lắm. Cái này thì muốn nhanh chắc phải đóng cái đinh vào, đóng cái vít vào. Ở đây hoặc là cố gắng chờ nó có cái rễ đây này, các nhìn này, thì nó sẽ ăn sớm vào đây thôi. Đây, chả mấy đâu bác, cứ bình tĩnh thôi. Chơi cây không cần phải vội, mình không thương mại, không cần phải vội. Đấy, bác nhìn mặt này phèo, nhũn này, cái chỗ này nó nhũn, bo cái sẹo này. Tay cành ba vai rõ ràng, ba vai nhá. Thế nào gọi là ba vai nhá? Ba vai cùng một điểm xuất phát cho bác nhá. Mình xuất phát nhưng mà phải thấp hơn, sát ngọn, sát gốc thôi. Chứ mà tự tít lên trên cao này mà thoát thân thì nó cũng gọi là ba vai. Đấy, ba vai là thân nó chia làm ba. Đấy, bác cái mặt này nhìn thích không? Da nó sáng, cây xanh quê rất hay. Rồi, ok. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Chuyển sang làm những cây khác.